Những con đường dẫn đến vườn thanh long thường xuyên vắng lặng. Trái đã chín, chẳng có người thu hái đến mức hư rụng. Cây thanh long nhiều tháng không được chăm sóc, chết dần, chết mòn. Không dễ để gây dựng những khu vườn thanh long như thế này. Nông dân dồn vào đây tiền bạc lẫn công sức trong suốt nhiều năm. Vậy mà giờ đây họ lại bỏ mặc vườn thanh long. Xót xa nhưng không còn cách nào khác. Nhiều nhà vườn phá bỏ thanh long quay lại với cây lúa. Xót tiếc lắm chứ bà con người ta cũng tiếc đắn đo ghê lắm. Người ta mới bỏ chứ không phải đâu tự nhiên mà bỏ được. Nói chung mà nhiều nhà người ta là không còn vốn để đầu tư luôn. Cứ theo nó là sẽ đổ nợ luôn. Lý do đầu tiên vẫn là giá thanh long hết sức bấp bênh. Từ đầu năm đến nay, chỉ một lần vào dịp Tết, thanh long có giá 18.000 đồng 1 kg. Sau đó rất thê thảm, chỉ từ 2 đến 3.000 đồng 1 kg. Đầu ra là vậy, trong khi chi phí bỏ ra thì lúc nào cũng ở mức cao. Cứ vài ngày, ông nở lại phun thuốc một lần, tốn gần 1 triệu đồng cho khu vườn chưa quá 1 hectare. Ở đây cũng 10 người là người ta bỏ hết là cũng 8 người rồi, chỉ còn 2 người rồi. Là ta nhổ lên rồi ta làm lúa lại. Mong muốn của bà con nông dân thì phải có cái cơ sở gọi là hợp tác xã thu mua thanh long bao tiêu cái đầu ra ký kết ban đầu ổn định thì bà con sẽ tiếp tục sản xuất cái thanh long. 3 năm nay xuất khẩu thanh long liên tục sụt giảm và thanh long rời khỏi nhóm mặt hàng 1 tỷ đô la Mỹ của Việt Nam. Ngành hàng thanh long của nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức khi Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico đã trồng thành công thanh long. Điều mấu chốt lúc này đối với những vùng trồng thanh long như Bình Thuận là đẩy mạnh sản xuất theo hướng giảm chi phí, nâng chất lượng, từ đó tăng sức cạnh tranh cho mặt hàng thanh long. Tuy nhiên, với thực tế nông dân ồ ạt phá bỏ thanh long, những khuyến cáo đầu tư chiều sâu cho cây trồng này càng ít được nông dân chú ý.